Nếu là người Hà Nội, chắc hẳn ai cũng từng được nghe hai câu ca dao: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ, canh gà thọ xương. Thế nhưng tôi cũng từng được nghe hai câu ca dao khác như thế này: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, canh gà thọ xương. Đền Trấn Vũ nằm bên Hồ Tây, và theo tôi được biết, chùa Thiên Mụ nằm trên đồi, phía dưới có sông Hương chảy qua. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, địa danh nào xuất hiện trước trong câu ca dao trên? Lịch sử có liên quan gì giữa các địa danh của Huế, sông Hương và Hà Nội, Hồ Tây? Và Trung Chùa Thiên Mụ, hay còn gọi là Đại Hồng Trung Chùa Thiên Mụ, ẩn chứa điều gì? Có giá trị như thế nào để được lưu vào thơ nhạc? Qua nhiều tư liệu lịch sử, rõ ràng ở Huế có một vùng đồi tên là Thọ Xương, nhưng nay đổi tên là Long Thọ. Nơi đây hiện nay vẫn còn những hàng tre trúc soi bóng nước, và đối diện đồi Long Thọ là đồi Hà Khê, nơi có chùa Thiên Mụ. Như vậy, những dữ liệu như Thọ Xương hay cành trúc la đà trong câu ca dao trên là có thật, và tôi chọn thời điểm tờ mờ sáng để đi tham quan nơi đây vì muốn được kiểm chứng thêm một dữ liệu khác. Theo cách tính của dân gian, thông thường buổi sáng bắt đầu từ giờ Dần. Từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng, lúc này những con gà trống bắt đầu đua nhau gáy, và chuông chùa Thiên Mụ sẽ được các vị sư thỉnh vào lúc 3 giờ 30 hòa quyện cùng với tiếng gà. Cuối cùng thì tiếng chuông chùa Thiên Mụ đã vang lên cùng với tiếng gà gáy sáng. Theo giáo lý của nhà Phật, mỗi tiếng chuông của người tu hành đều mang theo tâm nguyện từ bi gửi gắm đến chúng sinh, giải tỏa mọi niềm đau khổ. Và sau khi đã nghe tiếng chuông, hãy cùng tôi đến chùa Thiên Mụ để được tận mắt ngắm nhìn báu vật, được xem như là một di sản văn hóa vô cùng quý giá của xứ Huế. Rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta. Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi Hà Khê. Theo truyền thuyết, dưới đời nhà Đường, Cao Biển khi làm An Nam Đô hộ phủ ở nước ta, đã theo lệnh vua Đường đi khắp nơi trên đất nước ta, tìm những nơi đất tốt, có vượng khí, đều lập phép trấn yểm. Cao Biển đã đến Thuận Hóa, tức Huế ngày nay, thấy giữa đồng bằng đột khởi một cái đồi hình đầu rồng là đồi Hà Khê. Biết là nơi linh địa, bèn cho đào hào cắt ngang dưới chân đồi nhằm cắt đứt lòng mạch, cố ý yểm phá một sự nghiệp lớn có thể bột khởi trong tương lai. Đến năm 1601, chúa Nguyễn Hoàng khi ấy còn làm trấn thủ vùng Thuận Hóa, nhân buổi dạo chơi phong thủy, thấy vùng đồng bằng xã Hà Khê có một ngọn đồi cao nổi lên như hình rồng quay đầu nhìn lại. Phía trước trông ra sông dài, phía sau có hồ lớn, cảnh trí rất đẹp. Hỏi người dân địa phương, người ta cho biết, xưa có bà lão mặc áo đỏ quần xanh ngồi trên ngọn đồi nói rằng, rồi sau sẽ có vị chân chúa đến đây sửa núi lập chùa để tụ linh khí, giữ bền long mạch. Nguyễn Hoàng nghe nói cả mừng, tự cho mình là chân chúa, sai người cất dựng chùa, viết biển đề chữ Thiên Mụ Tự, nghĩa là chùa bà lão nhà trời. Ngôi chùa Thiên Mụ với sự hiện diện của Phật Pháp đã hóa giải mọi phép trấn yểm của Cao Biển. Và tiếng chuông chùa Thiên Mụ vẫn ngày ngày vang lên, biểu trưng cho sự trường tồn của Phật giáo. Và đây chính là Đại Hồng Trung chùa Thiên Mụ. Như các bạn đã thấy, những hoa văn, họa tiết trên thân Đại Hồng Trung được trình bày rất tinh xảo. Từ trên xuống là phần quai chuông tạo hình con bồ lao, một linh vật thích âm thanh lớn, thường được đúc trên quai chuông với mong muốn chiếc chuông được đúc có âm thanh như ý muốn. Thân bồ lao uốn cong lại, trên lưng là một bông sen, râu, mắt, vi, kỳ lưng và chân của bồ lao đều được chạm khắc rất tinh vi. Từ phần chân của con bồ lao trở ra có nhiều đường tròn nhỏ, thành mảnh bao quanh vai chuông và phân chia thân chuông thành nhiều phần trang trí khác nhau. Phần vai chuông trang trí những hình rồng phượng xen kẽ. Trên thân chuông còn được khắc 8 chữ thọ, được viết với các lối khác nhau và khá nhiều chữ Hán cổ. Tôi tìm gặp Đại Đức Thích Chí Tịu trong chùa Thiên Mụ để tìm hiểu thêm về Đại Hồng Trung. Quả chuông này trọng lượng là 3.000
285 cân, tức là khoảng 3 tấn bây giờ. Do quốc chủ, tức là chủ của một nước, quốc chủ Đại Việt quốc chủ tên là Nguyễn Phúc Chu, chùa cầu nguyện này, cầu nguyện cho là mưa thì thuận, gió hòa, quốc gia thái bình, nhân dân an lạc, tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Đây là đúc cái chúng đúc năm nào? Vào năm Vĩnh Thịnh, năm thứ sáu niên hiệu Vĩnh Thịnh, tức là năm Cân Dần tháng 4, ngày Đức Phật ra đời. Ngoài những dòng chữ giới thiệu về niên đại và người đúc chuông, tôi còn được thấy trên thân đại hồng chung những hàng chữ giống như một bài thơ, và thầy Chí Tựu tiếp tục mang đến cho tôi một thông tin mới. Nhưng điểm đặc biệt là thầy truyền đạt điều này bằng một cách thức vô cùng thú vị. Bên này là có cái bài kề chuông, tức bài khi nào mình đánh chuông á, là mình đọc lên để mình cầu nguyện. Thì thầy 98 đọc bằng tiếng Việt mà đọc theo lối kề ấy nha. Nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, trí tuệ lớn Bồ Đề xin lìa địa ngục khỏi hầm lửa, nguyện thân Phật độ chúng sinh an già ra để toàn. Đánh chuông là phải đọc như nữa, đọc như thầy đọc nữa. Thưa thầy, thế trong chùa còn những văn bia nào hoặc là tài liệu nào nói về chuông đại hồng chung không? Đây có một cái tấm bia làm từ đời Đức Vua Thiệu Trì, là cá người là chùa Thiên Mụ và tiếng chuông Thiên Mụ là cảnh đẹp thứ 14 trong 20 cảnh đẹp của cố đô Huế. Thầy Chí Tựu đưa tôi đến đình Nghi Môn trong chùa Thiên Mụ xem một bài minh tên là Thiên Mụ Trung Thanh, được vua Thiệu Trị cho khắc trên bia đá. Trong bài minh có đoạn: Bách bát hồng thanh tiêu bách kết, tam thiên thế giới tỉnh tam duyên, có nghĩa là 108 tiếng chuông tiêu tan trăm nỗi oan kết muộn phiền, 3000 thế giới tỉnh ba duyên. Thưa thầy ạ, chuông đại hồng chung đã có hơn 300 năm tuổi rồi, vậy thì nó vẫn hàng ngày được đều đặn ngân vang kể từ khi được đúc phải không thầy? Có đúc đánh một thời gian thôi, thì khoảng độ trên 100 năm á. Thì và sau đó người ta đã đổi qua đánh chuông đời Gia Long. Vậy chuông Gia Long thì nằm ở vị trí nào? Về cũng đi trên đường đi vào một bên phải của cổng tham quan của chùa. Đây là chiếc chuông đang làm nhiệm vụ giữ nhịp thời gian của tiếng chuông Thiên Mụ, được đúc vào năm 1815, đặt trên lầu chuông bên trái tam quan. Thưa thầy ạ, trong chùa có hai quả chuông lại được đúc vào hai thời kỳ khác nhau. Vậy thì làng đúc nào đã tạo nên hai quả chuông này? Hai thời kỳ cách nhau còn rưỡi là 200 năm đó. Đây có một cái làng gọi là làng Phương Đúc. Tức là chuyên môn cái làm cái chuyện đúc bao nhiêu chuông tưởng đó. Còn có một thắc mắc nữa là không biết là tiếng của hai quả chuông này có khác nhau hay không? Hay cụ thể là tiếng của chuông Vua Gia Long thì có thua kém gì nhiều so với tiếng chuông Đại Hồng Chung năm 1710 hay không? Do cái trọng lượng của chuông thì tiếng to nhỏ khác nhau, nhưng cái âm thanh thì giống nhau. Đều hay như nhau. Đều nổi tiếng như nhau. Có lẽ vì vậy mà tiếng chuông Gia Long dù đã thay thế tiếng Đại Hồng Chung hơn 200 năm, nhưng nhiều người vẫn mặc định tiếng của hai quả chuông này là một. Và hãy cùng tôi đợi đến khi tiếng chuông được thỉnh lần thứ hai trong ngày, sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị dành cho chúng ta. Từ xưa đến nay, chuông chủ Thiên Mụ vẫn được vang lên mỗi ngày hai lần, vào lúc 19:30 và 3:30 sáng. Mỗi lần đánh trong thời gian một tiếng đồng hồ bằng 108 tiếng chuông để xóa đi 108 nỗi muộn phiền trong thế gian. Theo giáo lý nhà Phật, chúng sinh trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều có chung bát khổ, nghĩa là 8 điều khổ. Từ căn bản của 8 điều khổ sẽ dẫn đến 108 nỗi phiền não được chia nhỏ theo trạng thái tâm lý và tình cảm. Nhưng khi nghe 108 tiếng chuông của người thiên giả thì mọi chúng sinh đều được giải tỏa hết khỏi mọi nỗi muộn phiền. Tôi rời chùa Thiên Mụ khi những tiếng chuông vẫn còn ngân nga. Có tài liệu chép, tiếng chuông Thiên Mụ vang xa tới 5 km. Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng tôi nghĩ có thể điều này đúng.
vì những tiếng chuông được vang xa nhờ vào vị trí đặt chuông trên đồi cao, lại có dòng sông Hương trải dài như một chất truyền dẫn tự nhiên. Và hơn thế nữa, cả hai chiếc chuông được chế tác bằng một kỹ thuật đúc truyền thống hoàn hảo của phường Đúc Huế. Những người thợ tài hoa của phường Đúc không chỉ để lại cho cố đô Huế tác phẩm danh tiếng như Đại Hồng Trung Chùa Thiên Mụ, mà còn tạo ra những sản phẩm vô cùng hoàn mỹ như những chiếc vạc đồng, nghi môn bằng đồng trong đại nội, cửu vị thần công đặt trước ngọ môn và đặc biệt là cửu đỉnh. Đó là những thành tựu rực rỡ nhất của nghệ thuật đúc đồng Việt Nam hai thế kỷ trước. Khi ngắm nhìn những di sản văn hóa được coi là một kiệt tác nghệ thuật bằng đồng này, trong đầu tôi chợt nảy ra một câu hỏi. Không biết Đại Hồng Trung Chùa Thiên Mụ được tạo ra như thế nào? Hãy cùng tôi tìm đến phường Đúc. Đây là xưởng đúc của Bác Xính, một trong những nghệ nhân rất nổi tiếng ở trong làng. Nhìn những sản phẩm này, ít ai biết khi xưa, những đội thợ đúc đồng chuyên đúc khí giới như thương, kiếm, cung tên để phục vụ cho quân sự. Khi việc đúc khí giới và đại pháo thành công, các đội thợ đúc đồng được các chúa Nguyễn tạo cơ hội phát triển thêm một bước nữa, đó là đúc pháp khí nhằm vô an dân chúng và chuông Đại Hồng Trung Chùa Thiên Mụ ra đời từ đó. Tôi trò chuyện với Bác Xính, chủ xưởng và được biết thêm rất nhiều điều về Đại Hồng Trung. Bác Xính ơi, ngày nay làng nghề của mình còn giữ kỹ thuật đúc đồng truyền thống không ạ? Cái kỹ thuật truyền thống từ thời xưa giờ đây chúng ta cứ còn giữ. Chỉ cải tiến những cái gì mà xưa kia làm hơi khó khăn, giờ ta cải tiến mà thôi. Về phần nguyên liệu thì nguyên liệu cái thời kỳ đó, cái đồng đó gọi là cái đồng đặc biệt. Mà người ta gọi là đồng rèn hay là đồng lạo. Dùng nước, đúng đỏ dùng nước thì nó dẻo, đúng đỏ để nguội nó dẻo. Để đúc được ra những quả chuông lớn như chuông ở chùa Thiên Mụ thì những người thợ xưa đã làm như thế nào ạ? Tất cả chúng tôi đây làm chuông đều lấy cái linh mụ làm thầy. Tạo cái chuông mà cho có tiếng vang vọng á, nó có ba cái. Cái thứ nhất, nguyên liệu tốt. Pha đúng, pha tỷ lệ, vì trong nó có đồng, có thiết, pha đúng tỷ lệ. Đó là một. Cái thứ hai, độ dày mỏng của cái chuông. Vì độ dày mỏng cái chuông tiện các cái chuông như thế này, nhưng mà hẳn không phải là từ trên xuống dưới nó dày giống nhau, mà dưới này nó dày, chỗ đặt từ này lên đây nó mỏng, và lên trên này cái đầu dày nó giữ lại, cộng thêm cái độ dày mỏng đó là khi độ đồng đúc khuôn đúng nhiệt độ của nó, độ đồng đúng thời gian, khi nấu đồng ra, khi nào độ được thì mình cắn vào đồng. Cái thứ ba là tâm huyết của người thợ dùng vào đó hết. Thành ra tôi là có 7 yếu tố đó thế. Chúng ta đã hình dung được tiếng Đại Hồng Trung qua âm thanh của chuông Gia Long, sự tinh xảo của kỹ thuật đúc đồng qua những hoa văn trên thân Đại Hồng Trung, cũng như cuộc trò chuyện với nghệ nhân Xính tại phường Đúc. Thế nhưng đằng sau Đại Hồng Trung vẫn còn nhiều điều khiến tôi thắc mắc. Hãy cùng tôi gặp gỡ nhà nghiên cứu Huế Phan Thanh Hải. Thế anh có thể cho biết tại sao Đại Hồng Trung Chùa Thiên Mụ lại được coi là pháp khí của chùa? Đại Hồng Trung nó có rất nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất, nó được xem là cái pháp khí lớn nhất của đằng trong lúc đó, được đầu tư, được đúc với những người thợ giỏi, thợ khéo nhất của đằng trong lúc đó, đã được quy tập tại Huế, tại cái vùng phường Đúc ngày nay. Tức là cũng một cái sau này trở thành nên một cái làng nghề đúc đồng rất nổi tiếng của xứ đằng trong. Thứ hai là cái việc đúc này được đích thân Chúa giám sát và quan tâm rất là nhiều, và cho nên tất cả những cái thành quả đã đạt được khi cái Đại Hồng Trung hoàn thành thì Chúa Nguyễn Phúc Chu được hết sức vui mừng, và ông xem rằng đây chính là một cái bảo vật rất là quý giá, làm hưng phát lên cái đạo Phật ở xứ đằng trong. Cái tiếng chuông của Đại Hồng Trung được xem như đại diện cho cái tiếng của nhà Phật, nhưng đồng thời cũng là tiếng nói để cấu kết toàn bộ các cái giai tầng trong xã hội. Quan sát quả chuông này thì em thấy là ngoài hình dáng rất là bề thế ra, trên đó còn rất nhiều những hoa văn, hình ảnh. Vậy những hoa văn, hình ảnh này có nói lên một thông điệp gì không ạ? Trong cái trang trí
các yếu tố mỹ thuật được thể hiện trên đại hồng chung, chúng ta cũng thấy các cái nhóm hoa văn của rất đặc sắc, rất biểu trưng của đạo Nho, trong đó kể cả những cái hình ảnh các cái quẻ hào của kinh dịch cũng xuất hiện ngay trên đại hồng chung. Đồng thời cũng có cái hình ảnh trang trí như là bát bảo, tức là tám thứ quý của đạo lão thấp thoáng ở đâu đó. Như vậy là ngay trên đại hồng chung thì chúng ta có thể thấy cả cái tư tưởng của Phật, Nho, Lão và thậm chí các cái hình ảnh trang trí truyền thống của người Việt, nó vẫn thể hiện rất là hài hòa trong một cái bố cục chung mà trong đó cái nòng cốt là tư tưởng Phật giáo, nhưng tất cả những các cái yếu tố mỹ thuật khác nó không bị che mờ, không bị xóa lấp đi, mà nó vẫn thể hiện một cách hài hòa và nó tạo làm cho cái vẻ đẹp và cái giá trị nghệ thuật của đại hồng chung nó được nâng lên nữa. Đây cũng là một cái điểm rất là đặc sắc, và tôi cho rằng chính cái đó nó cũng làm nên cái giá trị riêng và làm nên cái vẻ đẹp, một cái phong cách rất là riêng của đại hồng chung cũng như là các cái bảo vật mà có xuất xứ ở đằng trong cái giai đoạn thời bấy giờ. Có thể nhận xét rằng các mô típ trang trí trên thân đại hồng chung này thể hiện tính tổng hợp và dung hòa của cả ba luồng tư tưởng lớn của Á Đông là Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. Hệ thống tư tưởng tổng hợp này đã kết hợp với tinh thần và tình cảm của dân tộc Việt Nam rất mực uyển chuyển, thực tế. Phật giáo Việt Nam đã không tách rời niềm tin với cuộc sống thực tế hàng ngày của nhân dân là luôn luôn cầu mong quốc thái dân an, phong điều vũ thuận. Tức là cầu mong nước nhà thái bình yên ổn, nhân dân sống hạnh phúc, cầu mong mưa thuận gió hòa để cho mùa màng được tốt tươi. Nói chung là cuộc sống được sung túc, thịnh vượng. Hình ảnh mặt trời với những vầng lửa cuồn cuộn soi sáng ra xa, tượng trưng cho ánh sáng của Phật ngày càng tăng độ sáng chói. Tất cả những hình đúc nổi, những chữ khắc chìm ở trên chuông đều biểu thị cái động của vũ trụ, của đạo Pháp. Đó chính là điểm độc đáo của chiếc chuông này. Mỗi cổ vật đều ẩn chứa bên trong nó rất nhiều những câu chuyện lịch sử mà nếu ta khám phá sẽ biết được thời kỳ cổ vật đó được tạo ra, thậm chí cả những thời kỳ khác nữa. Vậy Đại Hồng Chung Chùa Thiên Mụ sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện gì? Hãy cùng tôi trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ. Chuông Đại Hồng Chung Chùa Thiên Mụ thì được chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc vào năm 1710. Vậy chú có thể cho khán giả được biết chúa Nguyễn Phúc Chu là vị chúa như thế nào? Và ông đã có những công lao gì với đất nước? Người ta gọi ông là chúa quốc. Ta có thể nói rằng là chúa Nguyễn Phúc Chu là một cái tập đại thành những cái lý tưởng, những cái hành động của các chúa Nguyễn. Bắt đầu từ Nguyễn Phúc Chu thì cái lãnh thổ, cái cương vực của phương Nam nó mở rộng cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Sau 2 năm làm chúa thì Nguyễn Phúc Chu đã lập nên cái phủ Thuận Thành và sau này gọi là Bình Thuận. Năm 1711 ấy, thì Thủy Xá, Hỏa Xá ở Tây Nguyên nhập vào. Và cũng năm đó Nguyễn Phúc Chu cho các đội thuyền ra Trường Sa để mà đo đạc vẽ bản đồ và ý thức về không gian biển của mình. Như vậy thì ta thấy là từ Sông Danh đến Hà Tiên như chúng ta có hiện nay, rồi là từ Tây Nguyên cho đến Trường Sa là công của Nguyễn Phúc Chu. Giữa thế kỷ 17, về mặt tổng thể, cả hai nước Đại Việt và Trung Hoa đều có những cuộc chiến tranh triền miên khiến cục diện hai nước có những bất ổn nhất định. Ở Trung Hoa thời bấy giờ, từ cuộc chiến tranh do Thái Tổ nhà Thanh phát động và lật đổ Vương triều nhà Minh lên ngôi năm 1644, các phong trào bài Thanh phục Minh nổi lên và có không ít người trong các phong trào đó do thất bại hay bị truy sát gắt gao của nhà Thanh đã hình thành những đợt sóng di dân kéo nhau sang lánh nạn ở Đại Việt. Dù một mặt lo đối phó với cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn phân tranh, nhưng Nguyễn Phúc Chu và các chúa Nguyễn vẫn khôn khéo, linh hoạt, tận dụng nguồn nhân lực di dân này trong các kế sách khai khẩn, mở mang bờ cõi, đồng thời dự phòng nguồn sức mạnh để có thể chống chọi với phía chân Lạp. Sự giao thông qua lại giữa các nước cũng đã được nghĩ tới. Khi đường bộ gần như không thể, do phần lớn đều nằm ven biên giới phía Bắc, thuộc phần lãnh thổ của Trịnh Lê đàng ngoài, thì giao thông đường thủy là phương án tối ưu và Hội An nghiễm nhiên trở thành thương cảng lớn, là cửa ngõ thông thương và thuận lợi nhất ở đàng trong lúc bấy giờ. Cùng với việc chấn hưng kinh tế ở đàng trong thì việc chấn hưng Phật giáo cũng rất được coi trọng. Và nguyên nhân của cuộc chấn hưng này được nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ giải thích một cách rất thuyết phục. Cái nguyên nhân của chấn hưng Phật giáo đấy thì tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam
đều nhằm đến mục đích trị quốc và an dân. Thì trong lịch sử bắt đầu từ thời nhà Lý đấy, thì để trị quốc người ta chủ yếu sử dụng nho giáo, vì nho giáo là một lý thuyết quản trị xã hội, quản trị đất nước. Nhưng để an dân ấy, thì người ta dựa trên một nền tảng nhân dân, người ta đã theo một tín ngưỡng Phật giáo hàng ngàn năm trước đó, ít nhất đầu kỷ nguyên. Cho nên dân Việt ấy, là cái dân mà theo Phật giáo là chính. Thì chúng tôi thống kê ở trong kho tàng Ca Dao người Việt ấy, 12.000 đơn vị, thì thấy chùa chiền xuất hiện một cách hoàn toàn lấn át đình đền miếu, nó lấn át hoàn toàn, thì chứng tỏ là cái trong tâm thức nhân dân ấy, người ta tiếp xúc lâu dài Phật giáo. Thì là tư tưởng của ông rất rõ, ông sử dụng Phật giáo để mà an dân. Đấy, từ an dân thì mới trị quốc được. Từ sự hồi sinh của Phật giáo, theo từng bước ổn định vương triều ở đằng trong vào thế kỷ 17, nhiều nhà nghiên cứu còn nhận định một số công trình nghệ thuật Phật giáo thời kỳ này còn có sự kết hợp với nhiều tư tưởng tôn giáo khác nhau. Tiêu biểu trong số đó là Đại Hồng Trung Chùa Thiên Mụ, với sự kết hợp rất nhuần nhuyễn của Phật giáo và Nho giáo. Chùa Thiên Mụ và Đại Hồng Trung là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng Nho giáo và Phật giáo, tư tưởng của chú Nguyễn Phúc Chu. Vậy là ông đã áp dụng tư tưởng này vào việc trị quốc như thế nào? Về mặt Phật giáo đấy, thì ông cho thỉnh 1.000 cuốn kinh của cả kinh luật luận xây gác chứa kinh, gọi là kinh khố, ở trong cái tổng thể Thiên Mụ đấy. Xây các cái tăng đường ở trong đó để mà tụ tập chúng tăng bàn luận về Phật pháp, và tự mình có khi hàng tuần lên đó để đọc kinh. Về phía Nho giáo đấy, thì Nguyễn Phúc Chu khi lên ấy, thì ngoài việc mà thăng cấp thăng chức cho các công thần đấy, thì ông tổ chức thi cử học hành một cách rất đều đặn, thi từ những cái cấp thấp nhất như là thi các cái cách làm văn khế, làm văn thư ở thấp, cho đến tận thi đình và chính mình đứng ra. Đấy. Thậm chí ông còn chấm và ông còn cách hàng loạt người đọc vì là không đạt được cái trình độ. Khi đã tìm hiểu được những giá trị đặc sắc của Đại Hồng Trung Chùa Thiên Mụ, có đôi lúc trong đầu tôi đã cho rằng câu ca dao chính xác phải là: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Thiên Mụ canh gà thọ xương. Thế nhưng, ngay cả ở Hà Nội, tôi cũng tìm được những điều trùng hợp, vì khu vực trung tâm thương mại Tràng Tiền trước đây cũng chính là huyện Thọ Xương. Chuông chùa Thiên Mụ được đúc vào năm 1710 và chuông đền Quán Thánh được đúc vào năm 1681. Huyện Thọ Xương ở Hà Nội được đặt tên vào năm 1805, còn vùng Thọ Xương ở Huế được đặt tên vào thời Gia Long, nghĩa là cũng tương đương khoảng thời gian đó. Vậy câu ca dao nào có trước? Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ đã có cách giải thích khá hợp lý cho vấn đề này. Cái hiện tượng này đã tranh luận với nhau gần tròn thế kỷ. Cái xuất phát đầu tiên là bài thơ Tức Cảnh Tây Hồ của tiến sĩ Dương Khuê. Ông làm bài thơ này vào khoảng năm 1880 đến năm 1883. Bài thơ của Dương Khuê là một cái bài người ta gọi là tứ tuyệt lục bát, vì nó bốn câu mà, cực kỳ xuất sắc. Bài thơ của Dương Khuê được viết theo phong vị của ca dao: phất phơ ngọn trúc trăng tà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương, mịt mùng khói tỏa ngàn xương, nhịp chày yên thái mặt gương Tây Hồ. Sau này, hai câu đầu tiên được những người yêu thích biến thành hai câu ca dao: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương. Theo cái quy luật chung của học dân gian, khi nó lan tỏa thì người ta thường dùng nó để mà ứng tác cho các cảnh khác nhau ở các vùng khác nhau. Về hai cái câu mà gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Thiên Mụ canh gà thọ xương ấy, được ghi chép thống nhất năm 1918 bởi Phạm Quỳnh. Ông ghi ở trong một bài ký sự du lịch 10 ngày ở Huế. Thì chúng tôi cho rằng là sau khi bài thơ Dương Khuê ra cuộc đời đấy, thì nó vào dân gian, nó bắt đầu có những cái biến đổi và nó ứng hợp. Và sau đó bài thơ có thể nằm dưới dạng hai câu,
cũng có thể người ta chấp thêm từ Hà Nội cho đến tận Khánh Hòa, ở nơi nào có một cái cảnh đối ứng như vậy thì người ta sẵn sàng vận vào, người ta yêu quê hương, người ta thích thú, người ta thể hiện tâm hồn trước cảnh nào đó, người ta sẵn sàng lấy một cái mẫu sẵn để mà cho hoàn cảnh đó. Cho đến giờ vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận về sự ra đời của hai câu ca dao trên, nhưng với tôi lúc này điều đó không quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là tôi đã được tìm hiểu về Đại Hồng Chung và những câu chuyện về lịch sử cũng như địa danh trên đất nước ta. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục những cuộc hành trình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.